Vâng, xin kính chào thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán cỗ tàu cũ giá rẻ nhất cả nước ạ. Chiếc màn ảnh nhỏ bà con cô bác đây là một chiếc xe vừa mới về cửa hàng bên em. Một chiếc xe đăng ký 5 chỗ SUV gầm cao, mẫu xe Hyundai Tucson 2010, số tự động, động cơ của nó là 2.0 ạ. Một chiếc xe gia đình sử dụng nhé. Bà con cô bác đang có nhu cầu một chiếc xe 5 chỗ rộng rãi, thoáng mát thế này thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 ạ. Vâng, với chiếc xe Hyundai Tucson này thì là một chiếc xe trang bị option rất là nhiều những tính năng, như là có hai cửa sổ trời này, cũng là có điều hòa tự động này, và có cả ghế điện này. Đặc biệt là keo chỉ cũng như là máy móc của chiếc xe là zin tuyệt đối nhé. Cửa hàng em bán ra thì có cam kết bằng giấy tờ văn bản cho toàn thể bà con cô bác là xe thì không bị tai nạn, keo chỉ zin, máy zin. Với chiếc xe Hyundai Tucson này thì bà con cô bác khu vực Hải Phòng đấy ạ, tại vì con này là biển Hải Phòng rồi. Bà con cô bác khu vực Hải Phòng thì mua con này em chỉ cần đổi đăng ký cho bà con thôi, không cần phải rút hồ sơ nhé. Còn tất cả tỉnh còn lại thì em sẽ bao rút hồ sơ cho bà con cô bác ạ. Mẫu xe này thì nó mang biển 15A17333. Cái phần đèn của nó thì bà con cô bác nhìn này, điều từ đằng xa thì nó có hơi cái độ vàng một chút, nhưng mà tại vì cái cặp đèn này là cặp đèn zin nguyên bản của nó nhé, cho nên là nhìn nó hơi bị vàng vàng một chút thôi. Thế nhưng mà cái cặp đèn zin này thì bà con cô bác sử dụng thì nó sẽ không bị ố và không bị bốc hơi vào, cho nên là cái độ bền của nó rất là cao đấy. Và mặt ca răng thì ký hiệu của dòng Hyundai này. Cái phần lưới tản nhiệt của nó thì rất là rộng đấy ạ. Những cái trang bị những cái thanh này rất là rộng này. Và thoáng thì khi vận hành máy thì sẽ có cái độ thoát hơi và máy sẽ mát. Bà con cô bác sử dụng thì nó sẽ tốt cho động cơ. Cái này thì tại sao lại có rất là nhiều chiếc xe nó có cái trang bị cái nút tròn tròn thế này ạ? Thì bà con cô bác cũng không biết là nó là cái tác dụng gì. Hay là chỗ này để khi mà chẳng may xe của ta có thủng lốp đấy ạ, hoặc là có xảy ra cái trường hợp khẩn cấp như thế nào thì sẽ tháo cái này ra và sẽ đưa vào đây để xe cứu hộ đấy ạ. Họ sẽ cứu hộ kéo về tận nhà cho bà con luôn. Đấy, cái này có tác dụng như thế này nhá. Đèn phanh thì rất là sáng đấy ạ. Cặp đèn phanh của nó này. Đèn sương mù. Đấy, đèn sương mù đấy ạ. Đấy, phía bên đây đi ạ. Với mẫu xe này thì nó là một chiếc xe 5 chỗ. Cái gầm của nó rất là cao. Bà con cô bác chúng ta so sánh với dòng xe như là Innova đấy ạ, thì cái này có khi gầm của nó càng cao hơn cả dòng Innova luôn. Thích hợp hệ thống sinh nhan trên gương này. Đây ạ, hệ thống sinh nhan trên gương bà con nhé. Đăng kiểm con này thì nó cũng còn đến tháng 4 2023. Đấy, đăng kiểm rất là dài. Lốp xếp thì con này nó cũng phải tầm khoảng 40% thôi, chứ thực sự thì nó cũng không còn nhiều đâu. Nhưng mà cái phần này của nó thì bà con cũng phải sử dụng tầm khoảng 1 năm đấy ạ. Đấy, tầm khoảng 1 năm nhé. Với mẫu xe Hyundai Tucson thì nó trang bị hai bánh trước là phanh đĩa này. Đấy, hai bánh trước là phanh đĩa. Hai bánh đằng sau cũng là phanh đĩa, đều là phanh đĩa cả nhé. Đấy, đều là phanh đĩa cả đấy ạ. Đấy, trang bị có là 4 phanh đĩa bà con nhé. Với chiếc xe Hyundai Tucson này thì được cái là cái phần ghế đằng trước, cái ghế bên lái đấy ạ, nó là ghế điện. Chút nữa thì em sẽ quay cái hệ thống điện để bà con cô bác xem. Và đặc biệt là hai cửa sổ trời. Đấy, đây ạ, hai cửa sổ trời. Bà con đi dã ngoại thì con này nó rất là hợp lý với nhà mình, mà ai mà có em bé mà thích cái dòng kiểu dạng dòng xe mui trần nhé. Đấy, thì con này nó rất là hợp lý này. Đấy, thoáng mát cho bà con nhé. Màn hình Android to vật vã và cũng là điều hòa tự động này. Với động cơ 2.0 thì con này nó sẽ ăn nhiên liệu tổng khoảng là phải là 10 là 1 hoặc là 12 lít đấy ạ. Với đời này chắc chắn là tổng khoảng 11 lít rồi. Đấy, 11 lít trên 100 cây. Táp lô trên đây thì sạch sẽ, đẹp. Đấy, điều hòa của nó thì rất là mát nhé. Có trang bị bậc lên xuống này.
Thật sự thì với em đã cam kết cho bà con cô bác về phần chỉ của chiếc xe, thì thực sự là với chiếc này thì em sẽ cũng không quay phần chỉ đâu. Em chỉ quay những cái phần chức năng cũng như là cái phần cần thiết cho bà con cô bác đến để chúng ta tham khảo thôi. Còn chỉ thì em đã cam kết là chỉ zin 100% thì bà con cô bác yên tâm luôn. Đấy, tin tưởng em nhé. Với chiếc xe này nó là trang bị ghế da, là ghế da xịn nguyên bản, cho nên là nó rất là êm và thoải mái á. Bà con cô bác mình có thể nhìn này, đấy, ghế da xịn nhá, nên là rất là êm. Vâng, với giá công khai của chiếc xe Hyundai Tucson này thì hiện tại cửa hàng em đang chào bán là 435 triệu đồng ạ. Bà con quan tâm thì cứ gọi điện cho em để tham khảo giá nhé. Giá thì không phải là em đăng cái giá này, là em bán đúng cái giá này, vẫn còn bớt còn thương lượng, nên là bà con gọi điện trực tiếp cho em để chốt cái giá tốt nhất ạ. Với mẫu xe này thì cái phần cốp của nó rất là rộng đấy ạ, cái phần lốp xe cua này, kích lốp này đẹp, cốp rộng, tha hồ chở đồ đi du lịch hay đi đâu đấy là tha hồ đổ để đổ chúng ta để đồ này. Đặc biệt là chiếc xe này đèn phanh của nó cũng là đèn zin bà con nhé. Đấy, đèn phanh của nó đèn zin này. Đấy, ký hiệu của dòng Hyundai đấy ạ, đèn zin nhé. Đây là cam lùi này. Với chiếc xe Hyundai Tucson thì nó được trang bị cái phần đèn phanh của nó là hình dạng bầu dục này, được thiết kế là 1/2/3 nằm bên cái phần hông đuôi xe, còn 1/3 thế nằm ở trên cái phần mở cốp này. Đấy, cho nên nhìn nó cũng rất là đẹp đấy ạ. Đấy, dạng hình bầu dục nhá. Một chiếc xe rất là ok cho bà con của bác đấy ạ. Với chiếc xe Hyundai Tucson này thì nó trang bị ghế đằng trước là ghế lái đấy ạ, nó là ghế điện đây ạ, bà con xem này, ghế điện thoải mái luôn đấy, rất là tiện lợi ạ. Chắc chắn là con này thì nó cũng sẽ có cái tỉa top về phần sơn rồi, nhưng mà bà con xem cái phần ốc bản lề của chiếc xe đấy ạ, đấy nó chưa hề có dấu hiệu bị tháo gỡ nhá, đấy ạ, chưa hề có dấu hiệu bị tháo gỡ. Order con này thì chạy chuẩn là 13 vạn. Một số con thì em sẽ không dám nói rõ cái phần order, thì vì nó là một số con là dịch vụ hay là với đời thấp thì chắc chắn là nó có khi mà em mua về chắc chắn là không biết là em không tua, nhưng mà người tiêu dùng họ mua về trước ạ, chủ trước họ có tu là chuyện bình thường, hoặc là ngày trước bán là qua mua đi bán lại là cũng qua một số salon rồi. Tại vì đối với cái đời này thì hoặc là đời khác là sẽ có qua một vài chủ, không thể nào qua một hai chủ được đấy. Nhưng mà với chiếc xe này thì là cửa hàng em là mua với chính chủ anh ở Hải Phòng, và order của nó là chuẩn nhá, chuẩn là 13,6 vạn chứ không phải là tua đấy. Tại sao con này em dám khẳng định là 13,6 vạn là như vậy đấy ạ? Đấy, tại vì là có biết tiểu sử của chiếc xe này rồi, cho nên là bà con cô bác mua con này thì cứ yên tâm, order là order chuẩn nhá. Bây giờ thì em sẽ quay cái phần vận hành máy của chiếc xe Hyundai Tucson này để bà con cô bác mình xem đấy, về cái phần máy của chiếc xe này. Đặc biệt là với chiếc xe này thì nó có trang bị cả đề lộ này, đây đang bị đề lộ nhá, điều hòa tự động đấy ạ. Đấy, màn hình này, màn hình này mấy inch to vật vã luôn. Hai khóa khiển theo xe bà con nhé. Đấy, hai chìa khóa khiển nguyên bản theo xe vẫn còn này. Bây giờ thì em sẽ quay cái phần máy để bà con cô bác xem. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Hyundai Tucson 2010 với khối động cơ của nó là 2.0 ạ. Máy móc này thì chắc chắn thì sạch sẽ này thì cửa hàng em là anh em về cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chứ không phải để bẩn để mà quay cho khách hàng xem hay bà con xem được. Vì là mua về thì phải thuận mắt người nhìn trước cái đã, rồi mới tới người đúng chân đúng mệnh với con này đấy ạ. Chắc chắn là em cũng đã dọn về phần máy rồi, thế nên là bóng bẩy sạch sẽ như thế này ạ. Với mẫu xe này thì anh em cũng đã xem qua về phần máy, thì con này là đặc biệt là máy móc của nó vẫn còn bà con nhé. Đấy ạ, máy của nó này. Đấy, máy chưa hề có động chạm gì. Ốc chân máy của nó vẫn còn đấy ạ, bà con nhìn này.
Máy lổ rất là êm và đặc biệt là không bị ngấm dầu và chảy dầu. Đây là cái hệ thống cục ABS của chiếc xe này. Đấy ạ. Nhất là hai cái phần quan trọng nhất là cái phần răng. Đấy. Răng hai cái phần răng ở bên hông đây này. Đây là gọi là răng thẳng đấy ạ. Đấy. Là nó không bị đâm xuất tai nạn nhé. Đã cam kết bằng văn bản cho bà con được, bà con cứ yên tâm luôn. Đặc biệt là con này về phần chống nhiệt, về phần trong phụ phần khoang máy cũng là phần cabo của nó vẫn còn. Tại sao chủ xe rất là giữ gìn như thế đấy ạ. Chống nhiệt này thì sẽ tốt cho máy của chúng ta khi chúng ta vận hành. Vâng, một chiếc xe đăng ký 5 chỗ SUV gầm cao cho bà con đang có nhu cầu sử dụng đấy ạ. Mẫu xe Hyundai Tucson 2010, động cơ của nó là 2.0 số tự động nhé. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Bà con cô bác quan tâm thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 để biết thêm thông tin như là đăng ký đăng kiểm của xe ạ. Đặc biệt bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Một lần nữa thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến bà con cô bác đã quan tâm theo dõi kênh mua bán của em. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo nhé.